Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua giá rẻ tại cửa hàng em, rất thích hợp với các bác mà mới tiếp cận đến dòng xe đua, từ dòng touring hoặc là dòng địa hình mà đổi gió sang dòng xe đua sẽ rất thích hợp. Đây, chiếc xe Gian 2007 rất tốt các bác nhé, với tông màu đỏ đen. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe tông màu đỏ đây, chiếc xe Gian Vimax 2007. Có thể lên Google search thêm chiếc xe này, một mẫu xe có giá rất tốt này cùng em, tầm giá chỉ tầm giá 6 triệu thôi có thể sở hữu chiếc xe này. Vẫn là bộ khung alloy siêu nhẹ của Gian, công nghệ làm nhôm độc quyền của Gian. Rồi cái dòng này các bác có thể, những các bác nào mà có nhu cầu từ dòng touring mà muốn chơi lên dòng xe đua thì có thể tiếp cận dòng này đầu tiên. Cọc yên và yên đầu nguyên zin của Gian các bác nhé. Yên rất là êm. Yên đỏ trắng. Đây không phải là xước hay là bị rách đâu các bác nhé. Vậy nhưng vết sần do đã qua sử dụng rồi. Da vẫn còn nguyên. Đây trang web chính hãng của xe gianbicycle.com. Đây là một chiếc xe chính hãng của hãng Gian, với bộ lip 8 tầng, lip còn rất là mới các bạn nhé. Củ đề của Shimano, mây của Vueta, phía bên trên đây phốt ghi đông nguyên zin của Gian các bác nhé, nguyên bản theo xe, càng cũng ở nguyên zin của Gian Vimax 2007, có ghi đây, có mã vạch càng đã qua sử dụng là nó hơi mờ. Bên trên đây là sử dụng bộ tay lắc và bấm, xuống lít thì là bấm thôi nhé, xuống lít với đĩa thì là bấm của Shimano. Lốp của Roadmate các bác nhé. Thông số lốp là 700 × 23C, một lốp thông thường của dòng xe đua. Bộ đùi đĩa 2 tầng, đùi đĩa nhôm. Bộ vành được thiết kế bởi nước Ý các bác nhé, design Italia. Để thông số lốp sau 700 × 23C, phanh 3 mảnh. Vâng, và trên khung xe có ghi là size S. Giờ mình sẽ đo chiều cao khung đứng của xe. Xe có khung đứng là 46,5 các bác nhé. Khung ngang là 50. Khung xe có ghi size S phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. 8 tầng lip và củ đề của Shimano lên lip xuống lip. Phía tay phải là đùi đĩa 2 tầng và đĩa của Shimano lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt, khung alloy rất siêu nhẹ,
công nghệ làm nhôm độc quyền nổi danh. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 6 triệu. Đây là một chiếc xe Gian Vinmax 2007 của các bác là mới tiếp cận dòng xe đua hoặc từ touring hoặc địa hình muốn lên dòng xe đua thì chiếc xe rất phù hợp. 6 triệu các bác nhé. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm mới nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Trên YouTube theo dõi Anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.